hôm nay chính thức nhận các cháu lại làm rẻ tiền trong gia đình, và cũng là ngày được sự thống nhất của hai chính quyền địa phương và cơ quan đoàn thể giao cháu phố làm dâu cho gia đình, làm cho hai họ ba bề bốn bên được trọn nghĩa gia đình. Và đây thì có tất cả hôm nay như lần trước là chưa thấy được các ông, có bà cô của cháu là cô Lộ, là em bốn cháu là út cuối ngồi góc ở trên đấy. Thank you.
chứng cho câu chuyện tình yêu của hai bạn. Xin mời cô dâu, chú rể nghiêng mình cúi chào để thay cho lời cảm ơn tới toàn thể quý vị. Vâng nào, quý vị vỗ tay thật lớn để chúc mừng. Kính thưa toàn thể quý vị thân mến, trải qua những năm tháng tìm hiểu và yêu thương nhau, ngày hôm nay hai gia đình long trọng tổ chức chương trình đại lễ vu quy, đại lễ thành hôn tại tư gia của hai gia đình để chúc mừng hạnh phúc cô dâu Như Quỳnh và chú rể Quang Minh. Và trong giờ phút trang trọng này, cho phép những người làm chương trình xin được trân trọng giới thiệu và kính mời về sân khấu một vị đại biểu đại diện của gia đình họ nhà trai cùng một vị đại biểu đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ cùng hiện diện về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời. Đúng là tiếng pháo hân hoan mừng rể thảo, trăm hoa đua nở đón dâu hiền, hôm nay đã từ khắp mọi miền về đây sum họp để chúc mừng cho ta duyên. Mừng cho bến đã cập thuyền, mừng chú rể Quang Minh, cô dâu Như Quỳnh nhân duyên vợ chồng. Và hiện diện sân khấu lúc này đó chính là hình ảnh của hai bác đại diện của hai bên gia đình cùng với diện diện của cô dâu và chú rể. Và chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố buổi lễ trao duyên mới chương trình đại lễ vu quy, chúc mừng hạnh phúc cô dâu Như Quỳnh, chú rể Quang Minh chính thức được. Cháu được sự nhất trí của hai gia đình, được sự nhất trí của các cụ, các bà, cô dì, chú bác, hôm nay phái đoàn nhà ta chúng tôi, ông bà Điệp có sửa cái lễ cơi lễ để xin đón dâu, trước để báo hiếp gia đình tổ, sau là báo cáo với các cụ, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái. Về trước tiên đoàn nhà ta chúng tôi có lời chào trân trọng nhất, lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới các cụ, các bà, cô dì, chú bác, họ nhà gái. Kính thưa các cụ, các bà, về phái đoàn nhà trai chúng tôi hôm nay đại diện cho các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, bạn bè thân thiết của ông bà Điệp và bạn bè thân thiết của cháu Minh hôm nay đã về đây đông đủ để dự buổi lễ xin đón dâu. Báo cáo với các cụ, các bà, thế thì được sự nhất trí của nhà gái, các cụ, các bà đã tiếp nhận cây dầu xin đón dâu của phái đoàn nhà trai chúng tôi. Về thời gian báo cáo với các cụ là 10:25 là chúng tôi xin phép báo cáo với cụ để đón cháu Như Quỳnh về phun trường phòng cưới nhà trai để tổ chức trăm năm hạnh phúc cho các cháu. Và kính báo các cụ không hòa, chúng tôi rất là vui mừng phấn khởi khi được các cụ không hòa tiếp đón rất là nhiệt tình như người thân trong gia đình và đã tập trung vun đắp về hạnh phúc trong năm các cháu. Đại diện cho nhà trai xin chân thành cảm ơn các cụ, các bà. Dạ vâng, xin được trân trọng cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện cho gia đình họ nhà trai. Và để đáp lời thì ngay sau đây cho phép ban tổ chức xin được trân trọng giới thiệu và kính mời vị đại biểu đại diện cho gia đình họ nhà gái sẽ có lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cụ, công các bà, cô dì chú bác, anh chị em nam nữ xa gần, hôm nay là ngày lành tháng đẹp, được sự nhất trí của hai cơ quan chính quyền địa phương Hải Dương và Quảng Ninh đất mỏ thân yêu. Cháu tôi hôm nay chính thức được về làm dâu hiền của gia đình ở bên Quảng Ninh và cơi trầu chén nước đã đại diện cúng tiên tổ. Và từ ngày hôm nay, gia đình họ nhà gái chúng tôi chính thức nhận cháu rể của gia đình, bắt đầu từ giây phút lịch sử trong tình yêu hôn trầu hôm nay. Với những lời chân tình và thiết tha mật đồng của họ nhà trai, và nhà gái chúng tôi chỉ biết một tấm lòng đầu tiên là xin cảm ơn, cảm tạ với đường xá xa xôi và lòng nhiệt tình không biết mệt mỏi đưa cháu Hiền về nhà để xây đắp cuộc sống hạnh phúc của gia đình các cháu. Tôi chỉ có một lời chúc rất đẹp và mạnh mẽ trong hai họ cũng như ba họ, bốn bên, bốn bề. Dù muối biển một ngày kia không mặn, son sắt tình các cháu vẫn mãi mãi đậm đà. Dù bể khơi có sóng xô bèo dạt, nhưng tình của các cháu sẽ mãi mãi vững tay như buồm với lái, mà là một cô gái giỏi, đảm đang, chăm chỉ công việc nhà quê, về quê hương xây dựng nông thôn mới ở đất mỏ thân yêu. Xin cảm ơn.
Vâng, một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn hai lời phát biểu của hai vị đại diện cho hai bên gia đình. Và cũng khẳng định rằng đúng là từ ngày hôm nay trở đi, một khóm cây chung của hai nhà đã đâm trời ắt sẽ nở hoa. Một lời nhắn nhủ tới cô dâu và chú rể phải sống bên nhau thật chan hòa. Chúc cho hai gia đình đẹp mối rộng ra. Chúc cho cô dâu và chú rể trăm năm hạnh phúc. Vâng, và xin mời hai ông kia đi cùng chân mặt hơn, hai ông ôm nhau một cái được không ạ? Ôm thật chặt một cái nào. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thể diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các quý ông quý bà cùng toàn thể quý vị và các bạn đã có mặt rất trọng nhất. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay một không gian vô cùng tuyệt vời, một không gian rực rỡ đầy sắc màu tình yêu lãng mạn tại trung tâm tổ chức sự kiện Tân Việt Bắc. Lời cảm ơn trân trọng nhất của hai bên gia đình trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay. Xin được chào mừng diễn viên chú rể Quang Minh, xin mời. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và trên sân khấu lúc này đó là diễn viên của chú rể Quang Minh, người hạnh phúc nhất trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay, đã cùng đứng sân khấu này để gửi lời cảm ơn cũng như ra mắt tới hai họ cũng như toàn thể các quý vị đại biểu, khách quý, các ông bà, cô dì chú bác và toàn thể các bạn. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Đức Hòa, là chú của cô dâu Như Quỳnh, sẽ dẫn cô dâu Như Quỳnh lên trao cho chú rể Quang Minh dưới sự chứng kiến của toàn thể quý vị và các bạn. Xin được trân trọng kính mời và một tràng vỗ tay nồng nhiệt để chúc mừng, xin mời. Dưới sự chứng kiến của đông đủ các quý vị và các bạn, trong giây phút tuyệt vời này, Nguyên Đường, Quang Minh và Như Quỳnh là những người hạnh phúc nhất. Thưa quý vị và các bạn thân mến, và giây phút tuyệt vời ngày nay, những vòng tay yêu thương của Nguyên Đường, Quang Minh và Như Quỳnh, họ đã cùng nắm chặt tay nhau và sẽ cùng tiến bước trên con đường tương lai rực sáng. Và một tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chúc mừng những bước chân hạnh phúc của Nguyên Đường, Quang Minh và Như Quỳnh. Họ đã cùng tiến bước lên lễ đường để cùng xa mắt và cảm ơn trân trọng tới sự có mặt của đông đủ các quý ông quý bà, các quý vị đại biểu, khách quý đang hiện diện trong buổi lễ tân hôn ngày hôm nay.
thirst. I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what got me the most. Your lies all to what I want. Xin được mời Như Quỳnh cùng với gia đình hai bên với những lý do của mình sẽ xuống với dưới bàn tiệc.